Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hành và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tây tháng 10 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi qua đề tài thứ hai vẫn là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào. Có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ. Tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626 618 6168 và 714 356 8899 hoặc trực tiếp etviet.com trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Epoch Times Việt ngữ qua trang web của họ là etviet.com. Ngoài ra, chương trình còn được sự bảo trợ của Heritage Dental Care của nhà sĩ Centro Hàng Võ. Và chúc mừng cho nhà sĩ Centro Hàng Võ đã có văn phòng thứ hai trên thành phố Garden Road ở trên đường Century Boulevard. Và nếu quý vị muốn có một hàm răng trắng, đẹp, khỏe, mạnh, cứng cáp, mọc đều, thì quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nhà sĩ Centro Hàng Võ. Số điện thoại quý vị có thể liên lạc nằm ngay trên màn hình của phòng, đó là 714-638-7359. 7359 Và đó là phần bảo trợ. Và trong cái đề tài đầu tiên Phong đã mượn hai bản tin chiều ngày hôm nay. Bản tin thứ nhất là tình trạng lén nhập đồng và bông vải sợi từ nước Úc của các thương nhân Trung Quốc với sự mắt nhắm mắt mở của Cộng sản Trung Quốc. Cho thấy tình trạng thiếu hụt năng lượng tại thiếu hụt về nguyên liệu ở Trung Quốc rất cao, khiến cho Trung Quốc đã phải à à, pha, à gọi là phá sản trong cái chính sách diều hầu kinh tế ăn hiếp nước khác bằng nguồn kinh tế của mình đặc biệt là đối với nước úc bởi vì úc là cái quốc gia đã có căng thẳng về mậu dịch kinh tế với lại trung quốc sau khi mà úc yêu cầu điều tra nguyên thủy của con siêu vi khuẩn đó là một trong những cái uh, tin thứ nhất và cái tin thứ hai tình trạng thiếu hụt điện lực ở tại nội địa trung quốc đã khiến ảnh hưởng cho tới cái nguồn cung cấp trên toàn cầu bởi vì các cái công ty lớn như là apple và tesla đã phải ngưng một số những cái uh, uh, sản xuất của họ tại trung quốc bởi vì không đủ nguyên liệu không đủ cái nguồn thiết bị cung cấp mà không đủ là do các cái công xưởng cung cấp cho họ cũng không có à, sản xuất được nó bị dây chuyền là bởi vì tình trạng không đủ điện và 19 tỉnh tại Trung Quốc đã không cung cấp đủ nguồn điện và bây giờ phải ra gọi là cúp điện luân phiên để mà bảo đảm cái nguồn điện ở mỗi một tỉnh vẫn tiếp tục được duy trì và hỗ trợ đồng đều cho các ngành tức là các công xưởng này sẽ phải chịu đựng cái chính sách gọi là cắt điện luân phiên mỗi một ngày vài tiếng đồng hồ để mà có thể uh, duy trì cái sản xuất của họ điều này dẫn tới việc mà các cái công ty mà cung cấp cái nguồn thiết bị hay là nguyên liệu cho những công ty như là tesla hay là apple đã không cung ứng đủ và tesla và apple cũng phải ngưng lại một số những cái sản xuất của họ bởi vì tình trạng thiếu cái nguồn cung cấp Việc này đã khiến cho ảnh hưởng trên cái mạng lưới xa gọi là buôn bán trên toàn cầu của cả Tesla lẫn Apple và không chỉ ở Tesla và Apple. Nhiều công ty khác của Âu Châu cũng đã bị vướng vào vấn đề này, kể cả những công ty thời trang. Đặc biệt là cái việc mà bông vải sợi nhiều công ty của Trung Quốc đã vì tránh cái lệnh cấm vận của Âu Châu và của Hoa Kỳ nhắm vào Tân Cương, cho nên họ phải nhập cảng bông vải sợi từ Trung Quốc để duy trì hợp đồng. Có nghĩa là nếu mà họ khai cái nguồn bông vải sợi từ Tân Cương thì các công ty thời trang của Âu Châu và của Hoa Kỳ đều phải lắc đầu bởi vì lệnh cấm của các quốc gia này. Do đó các công ty về dệt may ở tại Trung Quốc, đặc biệt là những công ty gia công ở tại Trung Quốc bắt buộc phải nhập nguồn bông vải sợi từ nước khác. Nhưng mà ở những nước khác thì không nhiều. Mà bây giờ họ cuối cùng họ phải quay lại và họ nhập cản một số lượng khổng lồ từ nước Úc nơi mà có những cánh đồng trồng bông vải sợi khá lớn. Và điều này cho thấy rằng là Cuối cùng đã làm cho phá sản cái chính sách diều hâu về kinh tế của Trung Quốc với những quốc gia mà Trung Quốc cho rằng là những cái à, à, có những cái thái độ được xem là thù địch với cộng sản Trung Quốc và điều này cho thấy Bắc Kinh đang phải đối phó với một cơn khủng hoảng có thể dẫn tới một cuộc bất ổn xã hội và cuộc bất ổn xã hội này có thể sẽ tới sớm hơn như mọi người dự tính bởi vì Trung Quốc đã không có một cái kế hoạch dự phòng nào kể từ khi họ bắt đầu mở cửa kinh tế cho tới bây giờ họ chạy theo cái thị trường và cố gắng tìm cách thúc đẩy kinh tế nhưng lại không có kế hoạch dự phòng lúc mà kinh tế bị chậm lại hay là kinh tế bị khủng hoảng họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này do đó bây giờ xảy ra tất cả những cái vấn đề thiếu hụt năng lượng thiếu hụt nguồn nguyên liệu và giá cả nguyên liệu tăng cao giá cả vận chuyển tăng cao vân vân tình trạng thiếu lương thực tất cả những cái này nó đã tác động rất mạnh vào xã hội của trung quốc và nó sẽ dẫn tới một cuộc gọi là bất ổn lớn trên một cuộc bất ổn lớn ở trên toàn cõi Trung Quốc trong một thời gian ngắn sắp tới. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ bước qua đề tài thứ hai, đồng loạt báo chí Cộng sản Việt Nam đã đăng một cái tin. Mà cái tin này thì à, bắt nguồn từ lúc nó bắt ngay báo chí Cộng sản cũng không biết luôn. Nhưng mà nhờ cái lượng à, người dù à, sử dụng mạng xã hội phát hiện ra, họ lên tiếng thì lúc đó báo chí Cộng sản Việt Nam mới vào trong cuộc và mới thấy được rồi sau đó bộ ngoại giao của cộng sản việt nam cũng đã lên tiếng đó là việc mà ở bên trung quốc có một cái tổ làm phim một cái nhóm làm phim và nhóm làm phim này thực hiện những cuốn phim tuyên truyền cho nhà nước cộng sản trung quốc và một trong những cuốn phim mà họ đánh bóng thổi kèn rất lớn ở trên mạng xã hội và ở trên các cái hệ thống platform trên toàn cầu là cuốn phim mà phía cộng sản việt nam dịch ra cái nghĩa của nó là quân đội vương bài à, đây là cái nó gọi là tiếng Anh thì nó gọi là Ace Troop tức là cái Ace là con ách con ách trong cái, cái, bộ bài mà có 52 lá đó quý vị chữ Ace là con ách thì nó gọi là Ace Troop Troop tức là lực lượng quân đội đó quý vị tức là lực lượng ý là nói là lực lượng quân đội siêu trên toàn quốc siêu siêu nhất tại vì trong cái uh, bộ, uh, bộ, bài 52 lá thì cái con lớn nhất là con S nó vừa là con số 1 và vừa là con lớn nhất luôn. Do đó thì nó dùng cái tên Ace Troop này ý muốn diễn tả tới cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Và đây là cuốn phim được mang tính chất là tuyên truyền. Trước khi mà đi vào phần phân tích thì tôi cho quý vị thấy là cái phần tuyên truyền của Bắc Kinh không chỉ trên mạng xã hội Weibo mà nó hay là trên Baidu, hay là trên một số những cái video app của Trung Quốc như là TikTok hay là Kiki thì nó còn xuất hiện cả trên YouTube nữa quý vị. Ok. Tôi check bên YouTube thì quý vị thấy ở trên đây có rất nhiều những cái trailer của họ ra từ tháng 7 năm 2021 rồi quý vị. Là Aesop, đây là cái tên của cuốn phim nha quý vị. <laughs> mà Việt Nam họ dịch ra là à, vương à, quân đội vương bài thì ở đây quý vị thấy là rất nhiều những cái à, à, tin tức liên quan tới những à, người đóng trong cái phim này cho tới những cái à, trailer và ở đây thì quý vị thấy toàn bộ là cái phim mà à, trung quốc đã dàn dựng ok quý vị đó là cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được ở trên uh, youtube trong uh, khi quý vị đánh vào chữ youtube quý vị đánh cái chữ mà estroop này thì quý vị sẽ ra một loạt những cái loại phim mà do trung quốc uh, uh, quảng bá và cái uh, đây được xem là một trong những cái phim tuyên truyền của trung quốc ngay sau đó thì cộng sản việt nam đã lên tiếng và phát ngôn viên bộ ngoại giao cộng sản việt nam nói rằng là cuốn phim này xuyên tạc lịch sử và có những cái ngôn ngữ bình luận ở trên mạng xã hội Weibo và mạng mạng xã hội Baidu là không đúng với sự thật lịch sử về cuộc bản chất của cuộc chiến năm 1979. Thật ra cuốn phim này nó là một cuốn phim tưởng tượng. Nhưng mà sự tưởng tượng này đã khiến cho cộng sản Việt Nam nhạy cảm. Thứ nhất là cuốn phim này nó kể về một cái cuộc chiến năm 1983 chứ không phải là năm 1979 nhưng mà cộng sản việt nam không hiểu là họ diễn dịch sao trở thành là năm 1979 tức là cái thời điểm nó bị trật ruột đi thứ hai là cuộc chiến này xảy ra tại quảng, quảng tây tức là cái tỉnh quảng tây là cái nơi mà đã từng có cuộc chiến với lại cộng sản việt nam năm 1979 các tỉnh ở biên giới miền, miền nam đã có cuộc chiến với trung quốc và trong đó thì à, cuốn phim này thì nó khoe khoang về cái sức mạnh quân sự của cộng sản trung quốc kể từ cuộc chiến năm 1979 cho tới bây giờ cho thấy rằng là trong 40 năm qua, cộng sản Trung Quốc đã hiện đại hóa quân đội của họ như thế nào. Đại khái cuốn phim nó mang tính chất tuyên truyền về cái uh, lực lượng quân đội và cuốn phim này đã được sự tài trợ và hỗ trợ của lực lượng PLA, tức là có một số những cái uh, thiết bị trong phim, những cái uh, chiến xa, những cái uh, uh, xe và một số những cái hình ảnh thì nó đã được uh, hỗ trợ bởi lực lượng PLA, tức là lực lượng quân đội Trung Quốc. À, ngoại trừ một số những cảnh vẽ bằng 3 đi thì à, phần còn lại thì là do à, sự cung cấp của lực lượng PLA để mà dựng nên cuốn phim này đại khái quý vị à, đây là cái, cái nội dung cuốn phim và cộng sản việt nam thì đã lên tiếng gây gắt trong mấy ngày này và một số những thành phần ở ngoài bắc à, gọi là mạng xã hội ở ngoài bắc đó đã lên tiếng về cái cuốn phim này và dường như là trong phim thì không hề nói gì là, là chống đối cộng sản việt nam cả nhưng mà theo cái diễn dịch của tờ báo các tờ báo ở trong nước đó thì những cái đối thủ của lực lượng quân đội trung quốc là một đội quân mà chuyên môn cầm súng ak mà loại ak này thì chỉ có ở việt nam có tức là loại ak mà quân đội cộng sản việt nam thường dùng chính vì cái cách ăn mặc và cái vũ trang tức là cái vũ khí thì cộng sản việt nam đã nhận mình là những kẻ nằm trong cuốn phim đó Đại khái như vậy quý vị và lên án gây gắt và Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng trong vấn đề này. Ok quý vị, đó là toàn bộ cái nội dung mà phản ứng của Cộng sản Việt Nam đối với lại cái cuốn phim có tên gọi là Quân đội Vương bài. Mà chính ra nó dịch là Ace Troop, tức là lực lượng tinh nhuệ thì đúng hơn. Chính ra nó gọi là lực lượng tinh nhuệ đó. Nhưng mà tại vì nó dịch theo kiểu Việt, dạy cho dễ hiểu đi quý vị. Ok. Vậy thì từ cái phản ứng của Cộng sản Việt Nam Và từ cái cuốn phim này của Trung Quốc Chúng ta sẽ thấy được à, Những điều mà chúng ta ghi nhận Và phân tích ra sẽ thấy được Từ phía Trung Quốc Và từ phía Việt Nam Bây giờ tôi nói từ phía Trung Quốc trước nha quý vị Từ phía Trung Quốc Từ xưa tới nay Trung Quốc đã có à, Từ khi Cộng sản lên cầm quyền Thì họ có rất nhiều cuộc chiến Có rất nhiều những cuộc chiến Nhưng mà những cuộc chiến này không mang Ngoại trừ cuộc chiến với Trung Hoa Quốc Dân Đảng là cuộc chiến lớn nhất của họ. Cho tới giờ phút này, các cuộc chiến đều mang tính chất cục bộ ở biên giới nhiều hơn, cục bộ ở biên giới nhiều hơn, quý vị. Nhưng mà Trung Quốc lại không làm phim bình nhưỡng về những cái uh, uh, cuộc chiến này ít lắm, rất là ít. Ví dụ cuộc chiến uh, đối với lại uh, Trung Hoa Quốc dân đảng, tức là sau đệ nhị thế chiến năm 1945 cho tới năm 1949 khi Mao Trạch Đông đã đẩy được tưởng giới thạch ra khỏi đảo ở Trung Quốc và tới lập quốc ở đảo Đài Loan thì coi như là bốn này có là sự chiến thắng rực rỡ nhất của cộng sản Trung Quốc đó là cuộc chiến lớn nhất của cộng sản Trung Quốc là đánh bật được Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi Trung Quốc nhưng mà quý vị quý vị sẽ không thấy gần như là không thấy luôn một cuốn phim nào nói về cuộc chiến của hai bên cuộc chiến giữa Trung Hoa Quốc dân đảng và Trung Quốc có thể rằng nó làm những cuốn phim là Trung Hoa Quốc dân đảng với là lực lượng cộng sản cùng nhau chống Nhật thì có nhưng mà nói về cuộc chiến giữa đôi bên thì không có thứ hai là Trung Quốc có cuộc chiến với Ấn Độ ở thập niên 60 thập niên 70 Trung Quốc cũng không nói tới cuộc chiến đánh chiếm Tây Tạng và chiếm lĩnh toàn bộ Tây Tạng năm 1959 tức là 10 năm sau khi mà trung Cộng sản Trung Quốc thống nhất nước Trung Quốc thì họ chiếm luôn Tây Tạng họ cũng không khoe khoang cái chiến thắng này họ im lặng luôn và cuộc chiến với Cộng sản Việt Nam năm 1979 thì Trung Quốc cũng ít có cái phim nào nói tới cuộc chiến này lắm nhưng những cuộc chiến mà Trung Quốc nói nhiều nhất và quay đi quay lại nhiều nhất vẫn là cuộc chiến bại nhật mặc dù Cộng sản không trực tiếp tham chiến chống lại người Nhật. Nhưng mà cái đó là công trạng của Trung Hoa Quốc dân đảng. Nhưng Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều phim về cuộc chiến kháng Nhật. Nhiều hơn là so với những cuộc chiến mà chúng ta thấy thời gian vừa qua. Tôi vừa đánh giá ra từ cuộc chiến với Trung Hoa Quốc dân đảng, cuộc chiến với lại Tây Tạng, cuộc chiến với Ấn Độ và cuộc chiến với Việt Nam. Gần như là không có. Có, dù có đi nữa cũng rất là ít nhưng mà những cái cuộc chiến mà không trực tiếp của Cộng sản Trung Quốc với lại quân đội Nhật Bản đó, thì quý vị, gần như là mỗi một năm đó, nó sản xuất cả chục cuốn phim nói về cuộc kháng Nhật. Nhưng mà cuộc kháng Nhật đó là công trạng của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, chứ không phải của Cộng sản Trung Quốc. Cộng sản Trung Quốc không có cửa để đánh Nhật được. Do đó có lẽ là cái mặt cảm thua thiệt này mà Cộng sản Trung Quốc đã làm rất nhiều những cuốn phim kháng Nhật, nhưng mà không hề làm những cuốn phim về những cuộc chiến biên giới và kể cả cuộc chiến lớn nhất của họ với Trung Hoa Quốc dân đảng luôn. Nhưng thời gian gần đây, Trung Quốc lại sử dụng rất nhiều những cái hình ảnh để mà khoe khoang cái lực lượng PLA của họ. Tức là dùng những cái phim để mà khoe khoang tất cả cái hiện đại hóa quân đội của họ. Cuốn phim quân đội vương bài này chỉ là cuốn phim mới nhất thôi. Trước đó là cái cuốn Wolf Warrior, được gọi là Chiến Lan. Từ Chiến Lan 1 cho tới Chiến Lan 2 đều khoe khoang về cái kỹ thuật mới nhất của lực lượng cộng sản Trung Quốc. Kể cả trên mặt biển, kể cả trên đường bộ và kể cả những cái kỹ thuật bắn tẻ rồi những cái kỹ thuật gọi là đánh sáp lá cà, tất cả những cái này Trung Quốc đều khoe khoang rất là nhiều. Quý vị còn nhớ cái cuốn phim chiến lan mà Ngô Kinh đóng á, từ cuốn 1 cho tới cuốn 2 đều khoe khoang cái khả năng quân sự của Trung Quốc rất là nhiều. Thì thời gian gần đây thì à, Trung Quốc đã giới hạn rất nhiều những cái phim mang tính chất gọi là mỹ quý mỹ trong đó nó gọi là loại phim đam mỹ à, nhiều khán giả ở bên Mỹ không biết phim đam mỹ là cái phim con khỉ gì hết OK quý vị nó gọi là cái à, loại phim đam mỹ loại phim đam mỹ này là loại phim mà dùng những cái cậu bé mà à, mặt mày sáng sủa một chút xíu ở Trung Quốc trở thành minh tinh chính đó. thì chủ yếu là nó chỉnh sửa những gương mặt thật là đẹp ở trên màn hình và những câu cái chơi cái, cái, cái uh, diễn xuất quỷ mị. rồi uh, diễn cái quý vị nhìn giống như là tôi nói, giống như là những người đồng tính <laughs> và khai thác nhiều về cái cái uh, cái uh, những câu chuyện đồng tính nhiều thì cái thể loại này nó bùng phát ở trung quốc trong mấy năm gần đây và nhiều khi nó còn chiếu được trên netflix nữa quý vị loại phim này nó gọi là loại phim đam mỹ tức là uh, nó theo đuổi một cái gương mặt và được tô vẽ một cách là không có khuyết điểm đại khái như vậy. Đó quý vị. Thì Trung Quốc đã cấm. Cách đây vài tháng thì tập cận bình đã cấm các loại phim này và thúc đẩy các cái loại phim mang tính chất tuyên truyền cho cộng sản. Đặc biệt là những cái khoe khoang về về cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc thì đều sự được sự ủng hộ của lực lượng PLA. Điều này cho thấy rằng đảng Cộng sản Trung Quốc đang đánh trống thổi kèn, khoe khoang với công chúng của họ. Đây là khoe khoang với công chúng của Trung Quốc và một phần khán giả tại Á Châu về sức mạnh quân sự của Trung Quốc để mang tính chất răng đe. Đó là cái phần mà tôi nói về phía Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ bước qua cái phần Cộng sản Việt Nam đi quý vị. Ok. Cuốn phim này đã bị Cộng sản Việt Nam đích thân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng. Và trước đây họ đã lên tiếng cái cuốn phim Wolf Warrior rồi khi mà ở đoạn chót của cuốn phim nói rằng là uh, somewhere in south china sea tức là một chỗ nào đó ở trên biển đông thì họ khẳng định đó là lãnh hải của họ và yêu cầu các tàu bè phải đi ra đại khái cuối cuốn phim war warrior đã từng có những cái sen này từng có những cái cảnh chót này và bị cộng sản việt nam phản ứng nhưng mà thật sự cộng sản việt nam chả biết gì để phản ứng hết bộ điện ảnh còn cấp giấy phép cho chiếu nữa cho tới khi nó chiếu trên màn hình rồi cái người khán giả coi họ phát hiện ra họ phản ứng thì cái cục điện ảnh việt nam mới biết rồi bây giờ quý vị ngay cả cái phim mới nhất này là cái phim uh, group tức là quân đội vương bài này một cục điện ảnh cũng chả biết gì hết và toàn bộ cái hệ thống tuyên truyền cộng sản việt nam cũng chả biết gì luôn cho tới khi những fan tức là những khán giả hâm mộ tài tử trung quốc nó coi những cái trailer nó đi theo những thần tượng của nó và thần tượng nó đóng trong những phim này thì nó mới phát hiện ra và nó la toán ở trên mạng xã hội thì lúc đó báo chí cộng sản việt nam mới biết được mới lật đật chạy vào đăng rồi bộ ngoại giao cộng sản việt nam mới lật đật chạy vô phản ứng quý vị thứ nhất là thiếu cái gì thì mặc cảm cái đó cộng sản việt nam suy yếu về mặt quân sự cho nên họ bị mặc cảm họ suy yếu trong giai đoạn này tôi nói trong giai đoạn này so với các quốc gia ở xung quanh khu vực họ không đủ mạnh mẽ bởi vì họ bị kềm chế bởi Cộng sản Trung Quốc. Do đó, họ đã phản ứng với bất kỳ một cái gì mà liên quan tới vấn đề quân đội là Cộng sản Việt Nam phản, phản ứng bằng cái miệng ngay. Thứ nhất là cuốn phim này nó không hề nhắc gì tới hai chữ Việt Nam hết. Tự Cộng sản Việt Nam quơ nhận là cái cuốn phim này nói về mình. Đó là điều thứ nhất, quý vị thấy rõ. Điều thứ hai, <laughs> chuyện sân nhà của người ta. Người ta làm gì kệ người ta. Phản ứng làm gì? phản ứng chỉ thấy sự yếu kém của mình là thứ nhất thứ hai là nếu mình đủ khả năng thì mình làm lại những cuốn phim để nói lại chuyện này chứ ngồi đó chửi bới chả làm được cái gì hết mà nếu làm những cuốn phim mà gọi là chống trung quốc thì ông cố nội cộng sản trung quốc việt nam cũng làm họ đã làm rồi trong quá khứ ở thập niên 80 họ đã nói những có những cái phim nói về cuộc chiến biên giới rồi nhưng những cuốn phim đó hình như bây giờ bị đốt hết rồi à? không dám chiếu lại nữa không dám chiếu lại về những cái mà Cộng sản Việt Nam đã từng dàn dẫn phim tuyên truyền về cuộc chiến ở biên giới. Họ đã từng làm rồi, nhưng mà tại sao bây giờ không làm? Lúc trước năm thập niên 80, lúc đó còn căng thẳng với Trung Quốc, chưa có kết nối lại trong cái hội nghị thành đô năm 1990, thì đã làm cả chục phim để mà chửi bới Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ kể từ cái hội nghị thành đô năm 1990 cho tới bây giờ, quý vị có thấy có cuốn phim nào chống Trung Quốc không? Thậm chí diễn sân khấu mà diễn mấy kịch lịch sử còn bị làm khó lên làm khó xuống. Chứ đừng có nói tới cái việc mà gọi là làm phim chống Trung Quốc nữa. Ngay cả những cái tuần cải lương mà bây giờ dàn dựng lại mà chống Trung Quốc còn bị sở thông tin văn hóa tức là sở văn hóa và du lịch á thông tin văn hóa và du lịch á nó làm khó lên làm khó xuống á nó đánh cho lên bờ xuống bụng nó mới cấp giấy phép bắt nó phải đổi những cái chữ này những cái chữ kia à, ví dụ như à, gọi là giặc kháng nó không cho gọi nó gọi là giặc phương bắc thôi không cho gọi đích danh luôn đại khái như vậy đó quý vị thì điều này đã, nó đã xảy ra từ thập niên 90 tới bây giờ thứ nhất là gì sân nhà người ta người ta muốn làm gì người ta làm trung quốc nó có khả năng nó sản xuất những cái phim đó thì chuyện đó của nó mắc mới gì mình thứ hai là trong toàn bộ cuốn phim này tôi không thấy có chữ nào nhắc tới Cộng sản Việt Nam hết. Mà tự nhận vơ vô. Tự mình vơ vô luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Sự mặc cảm. Sự mặc cảm của một kẻ thua kém. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Nếu mình muốn. Thì phải thúc đẩy. Làm đi. Làm phim đi. Để phản. Để gọi là phản biện lại. Cái đó là cái gọi là cái cạnh tranh công bằng. Anh làm phim chửi tôi. Tôi làm phim chửi anh. Rồi để coi cái lời chữ của ai thuyết phục hơn Thì công chúng sẽ đón nhận Nhưng mà Cộng sản Việt Nam không dám làm Thứ nhất Ngoài control Và thứ hai Đám quân đội Cộng sản Việt Nam lại càng không muốn đụng tới quân đội Trung Quốc Do đó Bây giờ có một ai đó mà làm phim về quân đội Việt Nam Mà làm lại cái cái cuộc chiến biên giới đó Là sẽ bị cản rất nhiều Nó không cho phép Nếu có một đạo diễn ở Việt Nam Dám làm về cuốn phim à, Cái cuộc chiến biên giới năm 1979 Bây giờ thôi Ngày xưa thì thập niên 80 nó có làm rồi Là lúc đó chưa có kết nối ban giao với Trung Quốc Thì nó dám làm lắm Còn sau hội nghị thành đô năm 1990 Cho tới bây giờ thì không có cuốn phim nào hết Làm phim chống Mỹ, chống Pháp thì có Nhưng chống Trung Quốc thì không Nhất là giai đoạn này nữa Giai đoạn một nửa kinh tế miền Bắc lệ thuộc vào Trung Quốc Thì càng không dám làm phim chống Trung Quốc Nhất là cuộc chiến 79 suốt ngày cứ ca lên là anh hùng Vị Xuyên, anh hùng Vị Xuyên. Cả một tỉnh Vị Xuyên không ra nổi một cuốn phim để ca ngợi anh hùng à. Cả một cái Hà Nội không lẽ không có đại gia bỏ ra vài tỷ đồng để làm cuốn phim yêu nước à. Để, để vinh danh những người uh, chiến sĩ ở Vị Xuyên à. Khoe khoang toàn là xe Rolls Royce, toàn là xe... Uh, À, gì? Audi, toàn là Mercedes, toàn là những kẻ có tiền có bạc không à Mà không dám bỏ tiền ra làm một cuốn phim kích thích lòng yêu nước à Tôi không nghĩ những người đó không bỏ Mà có bỏ đi nữa cũng làm không được Là bởi vì muốn làm phim yêu nước Là phải được sự hỗ trợ của phía quân đội Mà phía quân đội bây giờ ông cố nội nó cũng không dám chống lại Trung Quốc nữa Thì làm sao mà nó dám đưa xe tăng thiết giáp cho mình mượn để quay phim cuối cùng phản ứng. Trong khi đó, tôi đã được gặp rất nhiều những em ở Việt Nam rất muốn làm phim về Trung Quốc, làm phim về cuộc chiến chống Trung Quốc. Kể cả cái lịch sử Việt Nam cho tới cái lịch sử hiện đại bây giờ. Nhưng mà tụi nhỏ thì có ý kiến và có ý tưởng. Nhưng đâu dám làm đâu. Vừa nói ra một cái là bị chụp mũ phản động ngay. Chống Trung Quốc cũng bị chụp mũ là phản động nha quý vị chống cộng sản trung quốc vẫn bị chụp mũ là phản động thì đừng nói gì tới chuyện khác chống cộng sản trung quốc thôi thì bây giờ quý vị từ ngày mà cái phim mà bị uh, chửi bới nhiều là cái phim gì đó cái phim mà nói về đời nhà trần hay nhà lý gì đó mà bị chửi là ăn mặc giống trung quốc đó cho tới bây giờ gần như tôi không thấy một cái phim nào mà đánh dấu cái việc mà chống giặc phương bắc cả toàn là cuối cùng bây giờ quý vị mở phim ra toàn là ba cái phim hài rẻ tiền những phim này thì cục điện ảnh nó cho giấy phép lẻ lắm đại gia chân dài nó cho giấy phép lẻ lắm đụng tới vấn đề mà chống trung quốc bày tỏ lòng yêu nước nó coi là vấn đề nhạy cảm nó không dám cấp giấy phép nó soi đèn từng cái kịch bản nó soi đèn từng cái sen quay từng cái cảnh quay để mà nó nói là nhạy cảm rồi chưa chắc là nó đã được quay xong nữa chưa chắc đã được quay xong nữa là đang quay giữa chừng lạng quạng quân đội nó cho người tới nó áp lực là phải hủy bỏ cuốn phim đó. Bởi vì à, ảnh hưởng ngoại giao và tình hữu nghị giữa hai nước. Trong khi Trung Quốc nó làm phim nó chửi nó chửi cha lên đầu mình đó thì không thì chỉ lên tiếng thôi, không dám phản ứng bằng à, cụ thể, chỉ nói bằng cái miệng thôi. Còn ngược lại người của mình làm phim để chống lại đó thì bóp bóp miệng người của mình, không dám cho những cái à, giới làm phim có thể thực hiện những cái kịch bản chống cộng sản Trung Quốc. Quý vị, đây là cho quý vị thấy rõ cái sự hèn yếu nhu nhược của cộng sản. Cái gì cũng là chống Pháp, chống Mỹ cả. Còn bây giờ đi ăn mài của Pháp của Mỹ. Còn làm phim chống Trung Quốc thì không dám. Đó, ngày năm nào cũng là à, tưởng niệm anh hùng tử sĩ ở Vị Xuyên. Trời đất ơi, cả một tỉnh Vị Xuyên không có thằng một một thằng đại gia nào dám bỏ tiền để vinh danh à để à, làm cuốn phim vinh danh những anh hùng chiến sĩ ở Vị Xuyên à. cả một cái Hà Nội khoe khoang nào là xe Rolls Royce nào là Mercedes nào là uh, Bentley đủ kiểu hết có tiền dư giả mua những xe đó một chiếc xe đó dư sức làm mấy cuốn phim để mà chống lại đề cao chủ nghĩa yêu nước mà tại sao không bỏ tiền ra nội cái này không quý vị quý vị đã nhìn thấy cái tinh thần gọi là quy lụy với cộng sản Trung Quốc như thế nào và cái sự nhu nhược yếu kém của Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc như thế nào. Bây giờ Lê Thị Thu Hằng có phản đối đi nữa. Thì phản đối đến bê xin cái gì? Cộng sản Trung Quốc nó giấy tới E. Cái cuốn phim này tôi có nhắc tiếng nào tới Việt Nam không? Là đội quần luôn. Ủa cuốn phim này là nho nhóm làm phim nó tưởng tượng mà. Nó tưởng tượng một cuộc chiến ở Quảng Tây năm 1983 mà. Mắc mới gì tới các anh. Lúc đó lấy cái gì đội quần đấy quý vị lấy cái gì đổi cái quần là lấy cái gì để, để che được sự xấu hổ đây tự nhận nhận tự nhận vơ rồi lên phản ứng cái này rõ rất rõ ràng quý vị để cho quý vị thấy thứ nhất là cái sự yếu kém nhu nhược của cộng sản thứ hai là cái tinh thần gọi là gì quý vị cái tinh thần gọi là khoe khoang của dân giàu có ở Việt Nam thì nhiều nhưng mà nói đến vấn đề yêu nước đó, nó nói bằng cái miệng không phải nó không dám bỏ tiền đâu đó, cỡ như Phạm Nhật Vượng, mấy, mấy tỷ đô la đó. Không lẽ bỏ chừng vài ba triệu đồng ra cho người ta làm phim chống Trung Quốc không dám à? Mở miệng ra là yêu nước, yêu nồi. À, chúng tôi làm vì dân, chúng tôi hỗ trợ cho dân. Trong khi người dân bây giờ chống Trung Quốc thì không dám lên tiếng. Không dám bỏ tiền ra hỗ trợ cho những, à, những anh em bên điện ảnh, những anh em tài tử ở Việt Nam làm phim chống Trung Quốc đi quý vị nội cái này không chúng ta thấy được cái đám đại gia ở trong nước cũng bị cộng cộng sản trung quốc nó sổ mũi rồi nó sổ mũi từ lâu rồi chẳng qua là tụi nó không nói ra bên ngoài thôi ok quý vị đó là cái đề tài thứ hai ngày hôm nay và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi tối và ở tin cập nhật buổi tối và ở phần này quý vị có thể đem đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận hoặc là chúng ta có thể dựa trên những bản tin mới nhất được cập nhật của phòng để chúng ta thảo luận vào lúc 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye